Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ thực hiện tháo quạt của máy lạnh Panasonic, quạt dàn lạnh. Thì cái quạt này có cái tiếng kêu các bạn, kêu lạ. Thì và thứ hai nữa là cái lỗi của nó là cái lỗi mà tốc độ của quạt nó không tăng được, nó chỉ chạy rì rì thôi và không tăng được đến mát của quạt nha các bạn. Thì cái lỗi mà bị tốc độ quạt nó không tăng á, thì trong video sau mình sẽ nói sơ qua về cái mạch của điều chỉnh tốc độ quạt. Rồi bây giờ trong video này mình sẽ nói về vấn đề tháo cái động cơ quạt như thế nào, tháo như thế nào cho nó đảm bảo kỹ thuật. Và lắp lại đảm bảo kỹ thuật các bạn nha. Thì những cái quạt này thì có cái con ốc ốc bên trong cánh như thế này các bạn này. Chúng ta sẽ thực hiện nới lỏng ốc và chúng ta tiến hành chúng ta nhắc quạt ra ngoài. Thì quá trình mà nhắc quạt ra ngoài thì mình không có quay chi tiết cho các bạn. Thì trong video này mình sẽ lắp quạt vào. Thì lắp vào và tháo ra nó cũng tương tự nhau thôi. Cho nên là các bạn chỉ cần coi cách mình lắp vào thôi thì các bạn cũng sẽ hiểu được, hình dung được cái cách mà mình tháo ra lắp vào rồi. Thì khi mà lắp vào á thì buộc chúng ta phải dùng một cái lực cũng tương đối để mà ép cái cánh quạt vào so với cái động cơ quạt. Tại vì giữa hai đầu của động cơ là nó có chặn các bạn nha. Cho nên là chúng ta phải dùng lực để chúng ta ép nó vào nó mới đi vào được. Đây các bạn, khi chúng ta đỡ cánh quạt các bạn thấy có một cái lỗ trục. Và chúng ta sẽ xuyên cái trục của động cơ đi vào. Thì mình do quá trình là vừa làm vừa quay cho nên mình sẽ thực hiện là cắt một đoạn ra để mình thả vào. Và bây giờ mình đã thả nó vào vị trí rồi các bạn. Nó sẽ nằm trong cái gối đỡ hai đầu như thế này. Đấy, nó nằm nó tựa như thế này. Và sau khi lắp vào thì chúng ta sẽ thực hiện là siết ốc để giữ cái hộp mà chứa bao điều khiển. Thì cái hộp chứa bao điều khiển này nó gồm có 4 con ốc và nó có thiết kế luôn kèm theo cái nắp cái gối đỡ của cái quạt luôn các bạn nha. Và ta sẽ siết chặt vào để cho giữ cố định cái động cơ quạt. Thì đối với dòng Pana Inverter này thì mình gặp khá nhiều cái trường hợp. Thứ nhất là đa số là gặp cái trường hợp là trường hợp tốc độ quạt bị quay thấp, không tăng được cái tốc độ các bạn nha. Nguyên nhân có thể là rất là nhiều nguyên nhân, có thể là do thợ vệ sinh, có thể là những khi chúng ta vệ sinh thì chúng ta không giữ cánh quạt lại, chúng ta xịt thẳng vào cánh quạt làm cho cái cánh quạt chúng ta sinh ra cái điện áp ngược, cũng có thể là nó sẽ làm cho hỏng cái photo quang cũng như là các cái linh kiện liên quan, thì làm cho cái ở máy của chúng ta nó không có, nó đa số là bị lỗi là nguyên nhân do các thợ vệ sinh là sai quá trình vệ sinh. Khi chúng ta vệ sinh thì chúng ta xịt thẳng một cánh quạt, chúng ta không giữ cánh lại, nó cũng là một nguyên nhân. Rồi bây giờ thì mình đã lắp cố định cái phần động cơ quạt rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành lắp bo vào. Thì bo này bị lỗi đã xử lý rồi các bạn nha. Cũng có nhiều bạn là bảo là nguyên nhân tốc độ của quạt không được, không tăng tua được, thuật gió không tăng hết mát được thì là do động cơ quạt, nhưng không phải các bạn.
Thì sau khi mà mình loại trừ, mình đã thực hiện thử kiểm tra thay quạt mới vào và cũng như là loại trừ tất cả các nguyên nhân có thể xảy ra, thì cuối cùng mình xác định được là nguyên nhân là nằm trên bo này. Thì đối với động cơ quạt này thì nó gồm có 5 dây các bạn, 5 dây, và cái điện áp điều khiển của nó thì điện áp chạy của nó là điện áp 308V. Rồi thì ra tất cả các cái dắt của bo sau khi tháo ra thì các bạn lắp lại đúng như cái ban đầu mình tháo ra. Thì bản chất những cái thằng này, những cái dòng bo của Bana này bạn không thể là lắp mà lộn được, tại vì tất cả các dắt được ký hiệu màu rồi các bạn nha, cho nên là khó mà chúng ta có thể là lắp ngược được, là lắp lộn được. Rồi sau khi cắm các cái dắt gồm có dắt điều khiển, dắt quạt vẫy, quạt đảo, rồi động cơ của động cơ quạt, rồi dắt tín hiệu, rồi cảm biến dàn, cảm biến môi trường, dây nguồn. Rồi như vậy là mình đã lắp xong quạt và mình đã chạy máy rồi các bạn nha. Như vậy là dòng chúng ta đo được là 6 A. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.